Cạo mớ cạo phải không? Cạo lắm mà cạo. Tưng rồi mà làm gì? Hương gửi lên cho Tấn nó đi làm gì biết không? Không. Bữa giờ thấy khó cửa luôn, chưa gặp mà. Tính gặp đỡ hối thứ mà không gặp được. Nó làm đây hôm nay cũng lâu lét mà. Làm đâu biết. Nó làm gì đây, đừng bữa đi đấy, nó vén luôn mà. Nghe bà Chi, bà nói là đi làm sách. Làm sách đầu dư ấy, dư tân đước á.